không việc gì phải sợ cả. Không chị nha, tôi yêu cầu chị không được quay nha. Nếu mà chị quay thì chị đồng ý tôi nha. Tôi không phải xin phép anh, tôi là người dân, tôi được quyền giám sát pháp luật cho phép nha. Anh làm việc là được quyền giám sát nha. Không làm việc. Đây là phòng làm việc nha. Đây là phòng làm việc. Đang lúc làm việc với tôi. Bỏ đi chị ơi, bỏ ra không nên như vậy. Còn chúng ta làm việc để chị đọc hết bản không. Thì cái, đây là làm việc với dân chúng tôi là phải công khai mà dân chúng pháp luật cho phép đây chúng tôi là được quyền giám sát các anh. Nói chỉ nên việc ở ngoài cổng cái vấn đề cấm quay phim chụp ảnh. Tôi không cần quay ngoài cổng. Tôi không quay ngoài cổng. Đây là phòng làm việc. Đây là phòng làm việc. Là làm việc với dân tôi là phải công khai nên chúng tôi được quyền giám sát các anh. Chị ơi, nên chị cứ bỏ xuống làm việc đã xong rồi. Các anh cứ làm việc đi. Các anh làm đúng làm sao mà phải không sợ nhỉ? Thôi, nhưng mà đây hiện nay không quay phim chụp ảnh vấn đề đấy. Khoản 2 điều 8. Anh cứ đọc khoản 2 điều 8 hiến pháp năm 2013. Trong lúc làm việc, dân chúng tôi được quyền giám sát những người thực thi pháp luật, được phép ghi âm ghi hình và làm những gì pháp luật không cấm. Nha anh nha, đây là phòng làm việc. Các anh cứ làm cho nó đúng của công an huyện Hoa Lư nha. Tôi được quyền giám sát các anh. Tôi đọc biên bản anh chị có nghe không? Thì anh cứ đọc đi.